các bạn thân mến theo các bạn từ nào là từ đúng dấu diếm hay dấu diếm trước hết chúng ta tìm hiểu về từ dấu diếm dấu là danh từ dấu dùng để chỉ tên của sự vật thí dụ anh để con dấu cơ quan ở đâu công an đang truy tìm dấu vết tội phạm. Thứ đến, dấu giếm. Dấu là động từ. Dấu là cất một vật không cho ai biết. Thí dụ, anh giấu tiền bạc ở đâu? Dấu cũng có thể dùng cho các vật vô hình. Thí dụ, người khôn hay che giấu suy nghĩ của mình. Giấu giếm có nghĩa là cất đi, giữ kín không cho ai biết. Thí dụ, tên trộm vặt cố tình giấu giếm tội lỗi. Đừng cố giấu giếm khuyết điểm nữa. Còn giấu giếm là viết sai chính tả. Vì thế, dấu diếm mới là từ đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ hàng ngày hay hàng ngày mến chào tạm biệt các bạn